tại trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, khoảng thời gian này, hình ảnh những gian hàng gây quỹ đã không còn xa lạ. Đa dạng các mặt hàng, thiết thực với nhu cầu sử dụng và quan trọng hơn cả là phù hợp với tài chính của các bạn sinh viên. Mỗi gian hàng đều có những hoạch định chiến lược rất cụ thể cho từng ngày, từng phần. Nhưng cái chương trình này thì năm nào cũng diễn ra và cũng kiểu hoạt động rất là sôi nổi của bởi vì là có rất nhiều câu lạc bộ có thể đến và tham gia các hoạt động để gây quỹ, bọn em được tình nguyện và vui vẻ và được hòa đồng với mọi người ạ. Số tiền bọn em kiếm được thì bọn em sẽ một là tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc là làm các công trình thanh niên. Thì em thấy là chương trình trường bọn em thì tổ chức là các chương trình tình nguyện là rất chi là hiệu quả. Không chỉ bán hàng offline, các sinh viên còn chủ động đăng bài lên mạng xã hội thông qua những nền tảng như Facebook, Zalo, Instagram nhằm tăng thêm lượng khách. Nhận đơn, ghi chú đơn, ship hàng đã trở thành công việc quen thuộc, đơn giản đối với các bạn sinh viên trong khoảng thời gian này. Ở đây thì chúng em chia ra làm các ca tùy thuộc vào cái thời gian rảnh của các bạn ở trong khoa. Thì trong mỗi ca đấy thông thường chúng em sẽ có ít nhất là từ 2 cho đến 3 bạn đổ lên. Và thông thường có những ca thì có thể các bạn rảnh nhiều hơn thì ngoài những cái giờ ra chơi thì các bạn có thể xuống để hỗ trợ trong cái quá trình làm. Chúng em cũng có những cái hoạt động khác để có thể gây quỹ được nhiều hơn để tham gia vào cái quá trình hỗ trợ cho cái công tác tình nguyện. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh là một trong những cái chiến dịch trọng điểm hàng năm mà được tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên của nhà trường hướng đến. Thì nhà trường đã bắt đầu tiếp cận với các cái địa phương mà cần có sự giúp đỡ của tuổi trẻ thì chúng tôi đã đến có công tác tiền trạm và từ đó đặt ra những nền móng và tìm hiểu những cái công trình thanh niên có thể giúp đỡ được cho địa phương. Từ những gian hàng tình nguyện mùa hè xanh như thế này đã trở thành niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào vùng sâu vùng xa là thông điệp và mục đích mà sinh viên Thái Nguyên hướng đến bằng nhiều cách trong mùa hè 2023.